Cháu Trinh xin chào với bác, quý anh chị và tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Các bác mến, hôm nay cháu Trinh đang có mặt ở nhà của em Hưng. Và hiện tại thì em Hưng là đang sơn nhà các bác nhé. Với cả là hôm nay thì có khá là nhiều việc đấy các bác. Ở dưới là có vật liệu là đang ra đến đường lớn rồi. Thì bây giờ em Hưng sẽ sơn xong cái phòng và em ấy sẽ xuống dưới kia để chở vật liệu lên. Còn cháu Trinh ở đây thì sẽ phụ trách công việc là sơn gỗ của bác nhé, sơn bóng ấy. Sơn bóng cho gỗ. Bây giờ cho Trình sẽ pha sơn và sẽ sơn đợi em Hưng về. Chứ cái gì cũng để em Hưng làm thì sẽ rất là mệt của bác, với cả là làm không kịp ấy. Thì Hưng bây giờ cứ đi chở vật liệu đi nhé. Còn anh ở đây để sơn gỗ cho em. Con chào con các bạn, chào cô chú ạ. Toát hết mồ hôi nhờ. Ôi giời, nóng lắm, ở trong phòng cũng nóng quá. Bây giờ dạng kiểu là nóng ẩm ấy. Trời thì cũng gần lặn rồi các bác. Bây giờ là 4 giờ, gần 5 giờ rồi. Bây giờ sẽ sơn một ít này trước để xem như thế nào. Đấy. Cháu Trinh có mua lên 3 hộp sơn bóng như này các bác nhé. Cái này thì sẽ pha vào cái gì nhỉ? Pha vào sơn, à xăng gì? Xăng thơm à? Thơm anh ạ. Pha vào xăng thơm. Đây em có cái chậu á? Hay là để vào cái ca này cũng được mà. Sẽ pha vào, sau đó là sẽ sơn bóng xem là có tốn nhiều không. Nếu mà không đủ ấy thì mua thêm các bác. Cái sơn này cũng rẻ. Đấy, cháu Trình mua 3 hộp là hình như chưa đến 300. Đấy, mai cháu Trình lên thì sẽ tổng xem lại đó. Hết bao nhiêu các bác. Cũng rẻ thôi, sơn bóng này. Sơn bóng này rẻ. Lau khô đã. Xăng đâu rồi? Đấy, bây giờ sẽ đổ vào của bác nhé. Anh đổ ra đi. Ủa, cái này thì màu nó kiểu là vẫn là màu trong đấy các bác, màu trong. Thì anh ạ, tí sợ không hết. Hết này. Rồi, hết. Lấy cái chổi kia quét thôi, cái này tí nó không, nó tốn nhiều ấy, tốn quá. Chổi kia mình quét nó ấy, tiết kiệm. Ôi đấy, ít thôi. Nhiều đấy. Vậy đấy, anh cho hẳn một lọ gì nữa. Tí xem là mình thiếu thì mình còn bổ sung thêm ấy, chứ thừa thì nó lại. Đấy. Lấy cái chổi kia Hưng à, tí nó rơi vãi ra nhiều lắm. Để lấy cái đỉnh máy. Không máy đâu. Lấy cái chổi kia thôi, tí cái đấy nó rơi vãi ra rơi vãi ra nó phí. Vì sau nó treo hết nó không bị đâu. Đổ hơi nhiều đấy Hưng ạ. Đổ hết cái này đi. Hơi loáng à. Không, vậy cũng được anh ạ. Nó phải loáng thì nó mới mịn đấy. Nó đặc quá nó không mịn đấy. Không phải không? Dạ thế. Cái này hỏi em quay phim mới biết được. Trinh ấy. Về nhà làm mộc mà. Này được rồi nhỉ? Đấy, đừng bảo lấy cái này tí rơi vãi ra phí lắm Hưng ạ. Này, mình sơn như kiểu là tí mình quét như kiểu là quét sơn nó cũng rơi vãi ra nhiều mà. Cái này nó ngấm ban đầu trong việc sau nó không tốn mà. Rồi, đã thử miếng nào. Đây, anh để đây không? Đặt lên đấy luôn, không đừng lấy xuống. Đặt lên cao, bên này, mình quét từ trên xuống. Đấy. Thử xem. Cái này là sơn dầu đấy anh ạ. Đúng rồi, có cái bình phun ấy thì nó mịn hơn. Đỡ tốn với cả đều. Mất nhanh nữa. Đấy, cái này thì phủ bóng thôi các bác, phủ bóng. Nó bóng. À vẫn không rơi nhỉ, không rơi vãi. Cứ cầm cái chổi như này quét thì cũng nhanh mà. Đây. Quét như này thôi. Đấy. Hơi người sợ nó không đều ấy. Nó cho ngấm đều hết là được. Đây. Rất là bóng luôn. Tại vì cái màu gỗ này nó đã đẹp rồi các bác. Thì chúng cháu là sơn bóng. Để phủ bóng thôi các bác. Phủ bóng. Cái này chắc sơn từng mặt một thôi mà. Đúng rồi. Sơn từng mặt một chứ. Sơn hết xong mình lại ngửa.
Đây nó khô đấy, để em lăn cái mức này. Này sơn hết chưa? Đã hết đâu đây? Dưới này. Ôi, hết rồi. Sơn xong xíu nữa để khô xem là thành quả như nào. Ui cũng tốn phết đấy. Khả năng là ba lọ là không đủ đâu các bác. Khá là tốn. Nó phải dính hết. Khá là tốn anh nhỉ. Tốn đấy. Ba hộp khả năng không đủ khâu. Đấy, lấy cái này mới không tốn. Đấy, tốn lắm này, gần hết rồi đấy. Đấy ngấm vào nhiều lắm. Ừ, cái này lăn nó. Ừ, cái lăn nó tốn. Chổi này mình quét từng tí một nó tiết kiệm. Cái này mà lăn cách ly kia thì nó sao bị đấy. Ui giời. Nãy thì đi mua các bác này sợ là thừa lại tốn tiền đấy, cho nên là không dám mua nhiều. Đẹp luôn. Bóng chưa? Đúng. Bóng đẹp. Ui cái này nhiều dầu lắm các bác. Một miếng này rất là nặng luôn. Ở trên lấy vác ra ngoài ấy, chỉ vác được 2 tấm thôi. Đấy. Đấy. Này thì nó bây giờ khi mà khô nó sẽ như này luôn nhỉ? Đúng rồi. Màu nó như này luôn. Kiểu dạng nó xe không bị khô quá các bác. Màu nó vẫn giữ nguyên. Ui Hưng làm tốn thế. Này để hơi tốn đấy. Cái này tình hình là phải nắng cơ anh nhỉ. Ừ. Mùi này cũng độc phết đấy nhỉ. Đúng rồi. Nếu mà sơn bằng cái máy kia mới mùi nhỉ. Sơn bằng tay như này không mùi mấy. Này tí là buổi sớm làm nó hợp lý hơn. Ừ. À. Sơn xong là nó màu khác luôn, nhìn rất là đẹp. Tính ra cái màu gỗ này thì để nguyên bản nó đã đẹp rồi các bác. Này chỉ sơn gọi là cho nó bóng, nó phủ bóng thôi. Nguyên bản này mới gọi là gỗ tự nhiên nhỉ. Dùng con lăn thì nhanh nhỉ, nhanh hơn. Nhanh hơn. Này thì chậm. Đấy, Hưng được 3 tấm rồi đấy. Chứ mới được có một tấm này. Ui dồi. Ui. Trơn. Màu gỗ này rất là đẹp luôn các bác. Gỗ này là gỗ sao mộc. À, có rất là nhiều dầu với các bác. Này dầu nó này. Cái này là dầu với các bác, không phải là bị mọt đâu các bác nhé. Kiểu là sao mộc thì nó có kiểu là bị có cái gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ?
như kiểu cây cao su ấy, nó ra mù ấy, mù ấy. Đấy, thôi bây giờ là em cứ đi ấy đi. Vâng. Để anh túc tác Đấy, làm nhá. giữ em đây. Túc tác làm để phơi khô. Làm mấy tấm này trước đó. Bây giờ đợi nó mai khô anh trời đi nắng lật cái thì mặt làm. kia, còn một mặt. Còn một mặt à? Ừ. À thảo nào nhanh thế, hóa ra Lan có một mặt rồi à. Rồi, đấy, em cứ đi chở vật liệu đi nhá. Vâng. Để đó trên xe phơi một lát, sau đó là quét hết cái chỗ này xem là khô thành quả nào, với cả là có tốn không, sợ mai thiếu thì lại bổ sung hết các bác. Sơn thì có mua có 3 lọ thôi. Thưa bác là hiện tại thì em Hưng đang xuống để chở vật liệu các bác. Thì điều chỉnh ở đây sẽ sơn túc tác để đợi em ấy về. Đấy, hôm nay thì chúng cháu mới mua sơn bóng lên để sơn lần đầu tiên đấy các bác. Với cả là lần đầu tiên cháu Trình làm cái công việc như này thì hình như làm cái cách này ấy thì hơi tốn các bác ạ, hơi tốn. Thì mai chúng cháu sẽ xem là mua cái súng xịt đấy các bác. Thì nó sẽ không tốn, chứ cứ lăn như này là tốn lắm các bác ạ. Hiện tại thì mới sơn được có mấy tấm mà gần hết rồi. Sẽ cố để sơn hết cái chỗ này đi. Để mai xem là có mua cái súng phun đấy, tầm mấy trăm thì mua lên để phun cho nó đều, với cả là không tốn. Chứ như này thì dùng bằng cách này ấy, thì có thể là giảm bớt được cái vấn đề là mua súng phun nhưng mà lại tốn sơn đấy các bác. Đấy, như này là mới chỉ sơn được có một mặt thôi. Cũng thời tiết không nắng ấy là hơi bị lâu khô đấy các bác ạ. Đây là thành quả của bác nhé, sau khi mà chúng cháu sơn phủ bóng xong. Hiện tại là vẫn chưa khô hẳn đâu, khả năng là đến tối mới khô được hết các bác ạ. Nhìn rất là đẹp. Như quý bác anh chị nhìn quan sát cận cảnh ấy thì mới thấy này. Những cái màu như này ấy, là nó là dầu của nó các bác. Rất là nặng, với cả tỏa mùi thơm rất là thơm luôn. Cái này thì chúng cháu tự làm, với cả là thợ thì thợ ở quê thôi, chứ mà thợ mà thành phố ấy, có những cái tấm gỗ như này mà để làm trần ấy các bác, thì làm thành trần gỗ rất là đẹp luôn.
có thể là chạm khắc này, rồi trang trí hoa văn này rất là đẹp luôn. Này chúng cháu là coi như là làm nguyên bản luôn, gỗ tự nhiên đóng lên thì chắc chắn là về cái thẩm mỹ thì nó không được đẹp như là người ta chuyên về đóng trần đấy các bác. Với cả là mấy thợ ở trên vùng cao này ấy, thì cũng không biết những cái chạm trổ với cả là trang trí đâu. Hiện tại thì gần tối rồi các bác ạ, gần tối hẳn rồi. Này, về cái phòng ngủ bên trong đã sơn một lớp xong rồi các bác nhé. Xíu nữa em Hưng về thì sẽ lại sơn thêm một lớp nữa. Sơn như này cũng đã gần đều rồi này. Để nó khô hẳn đến ngày mai ấy, thì nó sẽ rất là đều luôn. Cái này thì chỉ là sơn lót thôi. Ở đây là vẫn đang sơn giang dở đây, vẫn chưa xong. Chưa xong thì em Mừng lại bận xuống dưới kia để chở vật liệu rồi. Này phải đi xuống. Phòng của em Thuận thì màu bóng điện này nó là màu kiểu màu vàng đấy các bác. Cho nên là nhìn nó không thấy rõ được hết. Cố gắng để trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ xong được 3 phòng các bác nhé. Rồi cái phần gỗ này thì mai chúng cháu mua súng về xịt thôi. Sơn như này là tốn quá các bác ạ, tốn kém quá. Còn một đống là để ở nhà cơ. Khi mà chúng cháu làm xong ấy phải cất vào nhà hết. Rồi khi nào làm mới mang ra ngoài để làm, chứ để ngoài này là mất đấy các bác. Tối là mất trộm đấy. Thưa bác là hiện tại thì giáo trình lại tiếp tục công đoạn sơn rồi các bác. Cố để sơn cho xong. Tại vì là cái phần gỗ, trần gỗ ấy thì mai chúng cháu làm cũng được. Còn cái này thì phải làm xong thì mai sơn màu lên thì mới lắp trần được các bác. Không biết là hôm nay có mưa hay không, tối nay có mưa hay không. Giáo trình cũng phải tranh thủ làm phụ em Hưng xong thì đi về, di chuyển đi về thôi. Tí mưa lại không về được như hôm trước ấy. Hôm trước là giáo trình ra đến đây là mắc kẹt ở đây với cả em Hưng đến 12 giờ đêm. Mưa mới tạnh xong rồi chúng cháu mới về các bác. May mắn là còn chịu được ấy, chứ không là đói lắm rồi. Sắp ngất rồi đấy các bác ạ. Hôm đấy là có cả em Thuận nữa này, em Hưng này, cháu Trình, bạn Giang này. Ra đây là gặp mưa to không về được các bác. Như một mình cháu Trình ra ấy thì có thể là dầm mưa về cũng được. Tầm có con gái thì sợ là đi về ốm ấy. Nó Trình thì ốm cũng không sợ, cũng dầm quen rồi. Hiện tại thì mới lăn được có một lớp rồi các bác. Phòng dưới kia là bây giờ khô hết rồi. Lăn xong lớp này là tí nữa phải lăn một lớp nữa. Hoặc là nếu mà muộn quá thì sáng mai lăn sớm được. Đấy, cứ làm từ từ, làm đến đâu thì cho nó đảm bảo đến đấy các bác. Chứ không là làm xong nhem nhởm thế thì cũng không được, không đặt. Đấy đã tự mình bắt tay vào làm rồi, không thuê thợ làm cho nó thật là chắc chắn. Đấy, lúc đầu lăn thì có vẻ là hơi gượng nghề thôi, nhưng mà bây giờ quen rồi quá. Bây giờ là làm nó có vẻ thuần thục hơn rồi, có thể là lăn xong nhà của em Hưng là thành thợ đấy. Mai giáo trình sẽ sắm một bộ quần áo phải chuyên sơn á. Xong thì mới lăn, mặc kệ nó thích bắn dính áo thì bắn được quá. Tầm này thì vẫn còn hơi rén, sợ nó bắn vào quần áo. Cái này chỉ cần lăn mạnh nó bắn các bác, nhẹ nhàng. Về phần sơn đấy các bác thì chắc là phải sơn bằng tay thôi nhỉ Hưng nhỉ. Sơn chứ mình mua cái máy phun kia ấy, thì nó tốn kém quá. Với cả anh cứ nghĩ là chỉ cần cái súng là sẽ phun được, nhưng mà phải có hơi nữa cơ đúng không? Bình hơi hay là gì? Máy hơi à?
máy hơi nữa các bác thì mới phun được. Đây, rất là tốn kém đấy. Thì khả năng là sẽ sơn bằng tay thôi. Để ngày mai sơn các bác, sơn gỗ ấy. Tại vì bây giờ cũng gần tối rồi, sơn thì sợ nó không khô ấy. Làm cái gì làm từng công đoạn đó nhỉ? Đó, sơn thì mình sơn tường rồi sơn cho xong đấy. Ok, chổi ra quét quét cái góc này đi Hưng. Góc này. Làm đi. Ui rồi. Đấy, giờ là có vẻ là giữ được rồi các bác. Nãy là cũng dính hết vào quần đấy, nhưng mà giáo trình lại lấy nước lau qua. Dính một ít vào tay thôi. À, phần phòng này này các bác, phòng này là bây giờ khô rồi này. Khô là nó như này các bác nhé. Đấy. Nó không dính vào tay đâu các bác. Đây. Cái sơn này rất là tốt luôn, sơn bóng. Mai lan qua một lượt nữa là được rồi. Đấy, cái sơn lót thì vẫn còn 1, 2, 3 thùng các bác nhé. Còn sơn màu thì 2 thùng. Đấy. Hiện tại thì chúng cháu sơn được 3 phòng thì hết 1 thùng. Thì ngày mai sẽ lót một lượt nữa là được là hết 2 thùng các bác nhé. Trời gần mưa rồi đấy các bác ạ. Bây giờ có dấu hiệu mưa rồi. Vừa nãy là chúng cháu có phun sơn ở đây, bây giờ vẫn chưa khô hẳn này. Phun tối quá. Chưa khô. Phải đợi nó khô xong là lấy vào trong nhà để đấy các bác. Không thì bây giờ lấy vào trong nhà để cũng được. Kệ nó như này đâu. Khó tấm mà mới chỉ lăn được có một bên thôi. Tôi lấy vào trong nhà để thế tí mưa đấy các bác. Với cả bây giờ cũng tối rồi. Mỗi người một công một việc dọn xong là còn đi về. Ô cái này là gạch gạch ốp chân tường. Là nãy em Hưng đi trở lên đấy. Hưng ơi, cái này là ốp chân tường à? Nhà 8 á? Ốp thêm à? Ốp thêm hay là đập cái kia ra? À, ốp thêm các bác. Gạch ốp nhà 8 ấy. Có mấy hộp đây? Hai hộp đấy à? À, nãy là em Hưng đi trở lên này các bác. Hai hộp. Ốp thêm vào nhà 8 các bác. Ở trên xe dọn chỗ này xong là cất gỗ vào đấy các bác. Anh em chúng cháu là ra đây từ sớm cho nên là buổi trưa là ăn cơm xong là ngủ đây luôn các bác. Nghỉ trưa ở đây luôn, đến tối thì mới về. Cái đệm cái chiếu ngủ tạm. Ui cái sơn này mùi lắm các bác ạ. Mùi kiểu là người nhiều là bị nãy giáo trình lăn một lát mà cảm giác như là bị đau bụng ấy các bác. Ngửi mùi này không quen ấy. Mùi sơn với cả mùi xăng, xăng thơm ấy. Khó chịu. Mai thì khả năng anh em chúng cháu vẫn là làm thủ công thôi các bác. Vẫn là quét quét như này thôi. Thì xe làm buổi sớm để cho nó khô. Phủ một lớp bóng thì nói chung là nó màu nó vẫn đẹp hơn một chút, nhưng mà vẫn nguyên bản các bác. Màu gỗ thì nó vẫn giữ được cái màu nguyên bản của nó. Cái này chưa khô để lấy dựng vào góc này đã để cho nó khô trong nhà. Em Hưng thì vẫn cố để sơn cho xong. Hưng ơi, cố lăn cho hết đi xong là khả năng là lăn một lớp thôi, mai mình khô mình lăn lớp thứ hai cũng được nhé. Làm nhanh quá mai lại ẩu ấy, không tạt đấy. Đấy như cái tấm nhỏ thế này thì giáo trình có thể là bê được 3 tấm. Tấm này à, cái tấm to là nặng lắm các bác, cái loại cây sa mộc đấy. Nhiều dầu. Cái này thì cây gỗ xoan các bác. Gỗ xoan thì nhẹ hơn. Với cả em Hưng cũng cưa đổ khá là lâu rồi ấy, cũng khô rồi. Cố gắng nhanh nhanh để đi về thôi.
Cháu Trinh sẽ dọn nốt chỗ này xong là di chuyển đi về trước rồi tí lại gặp mưa cơ bác. Mưa là nhiều khi thì dầm mưa cũng được nhưng mà sợ là nó bị sạt lở đó, đường bị sạt lở này qua không được. Đường này là mưa là hay sạt lở lắm, kể cả đường lớn cơ bác. Tại vì cái đoạn đường lớn là toàn là đường đất cát đấy cơ bác. Cái khu của em Hưng thì cháu Trinh cũng nói rất là nhiều rồi, là nó toàn là đất cát thôi. Từ cái khu dưới huyện lên đến đây các bác nhé, là đã toàn đất cát hết rồi. Khu vực mảng bên này ấy, nhà cháu Trinh thì là ở mảng bên kia của huyện, còn nhà em Hưng là mảng bên này rồi. Là tính từ huyện ra đến đây là toàn là đất cát hết các bác. Cho nên là mua ở đâu đất cũng vậy thôi, là sẽ đất cát hết. Hoặc là nếu như mà muốn không muốn mua đất cát ấy, thì phải di chuyển ra chỗ bên nhà của cháu Trinh để mua đất ở đấy. Nhưng mà mua đất ở đấy thì em Hưng làm gì còn là có đất để mà canh tác nữa. Nếu như mà mua ở đấy mà ra đây làm ruộng ấy thì phải mất một ngày rồi, mất một ngày đi lại rồi. Mai sẽ phải bổ sung thêm máy hộp sơn bóng nữa các bác. Ui, hai tấm này nặng nhất này các bác, rất là nặng rồi, nhìn thì thế thôi nhưng mà nặng lắm. Ai, mùi rất là thơm luôn các bác ạ, mùi gỗ, mùi gỗ tỏa ra đây, còn một đống gỗ to này các bác. Cũng phải may mắn lắm là nhà Hưng có gỗ để chúng cháu mới làm được cái trần gỗ đấy. Với cả là phải cảm ơn chị Hiếu Lê rất là nhiều, mọi thứ là chị tài trợ rất là nhiều cho hai anh em, như là quá trình sơn này, rồi làm trần này. Đấy, chị còn muốn là làm trần cả phòng khách nữa cơ. Phòng khách thì sẽ làm trần kiểu dạng trần nhựa thôi, tại vì cái trần phòng khách này thì sẽ không đi lên trên đấy các bác. Còn phòng ngủ này thì sẽ tận dụng để làm cái chỗ để làm cúng ấy các bác, làm cúng theo cái phong tục của người Nùng thì sẽ làm cúng, thì sẽ phải làm cái trần chắc, trần gỗ đấy. Thì một lần nữa cháu Trinh xin được cảm ơn chị Hiếu Lê rất là nhiều, và hiện tại thì cũng chỉ rất là háo hức và mong chờ chị sang Việt Nam. Nên bao giờ chị sang thì sẽ lên trên nhà của hai anh em Hưng Tuận rồi thăm công trình của chị. Đấy, với cả là toàn thể quý cô bác quý mạnh thường quân đã cùng nhau hỗ trợ cho hai anh em thì bây giờ mới có một ngôi nhà như vậy. Đấy là tập thể các bác nhé, tập thể quý cô bác quý mạnh thường quân bên kênh của anh chị Quyền Yển này, của Minh Khương này, bên kênh của cháu Trình nữa, thì mới có thể hoàn thiện được một ngôi nhà cho hai anh em. Bây giờ thì cũng gần xong rồi, cháu Trình khả năng là sẽ di chuyển đi về trước các bác nhé, xem em Hưng làm đến đâu rồi. Đang làm phần này à Hưng ơi? Mới đang làm đến phần cửa rồi các bác. Cái gói thuốc của cháu Trình thì vẫn là lấy để đây thôi các bác. Cây lá mát gan này với cả mấy chai mật ong nữa các bác. Đây, lấy để đây để cho các bác thợ sử dụng đấy các bác. Thì nói chung là cháu Trình vừa bán vừa mang lên để cho bà con uống. Bà con thì không có kinh phí các bác để mua ấy, thì một phần là cháu Trình cũng lên ví dụ như lên nhà của hai anh em Hưng Thuận ấy thì cũng không giúp được gì nhiều, với cả không có quà gì cho các anh thợ cả. Thì đối với con người ấy, thì sức khỏe là quan trọng nhất rồi. Điều chỉnh thì chỉ lấy những cái loại thuốc như là cây lá mắt gan này, cây thuốc đau lưng đau xương khớp để bồi bổ cho các anh thợ thôi. Như vậy là đã là các anh thợ cũng rất là vui rồi các bác. Còn là quý bác anh chị ủng hộ giáo trình để giáo trình có thêm kinh phí đi lại, hoặc là có thể là mua những cái đồ ăn thức uống để cho các anh thợ, cũng như là có thêm kinh phí để đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thì có thể là đặt hàng của cháu Trình về để ủng hộ chúng cháu các bác nhé. Ủng hộ cháu Trình là ủng hộ bà con ở trên vùng cao rồi. Còn bây giờ thì cháu Trình cũng xin phép là khép lại nội dung của video tại đây.
Cảm ơn tất cả quý bác anh chị đã luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng để dành tình cảm, tình yêu thương đến những hoàn cảnh như em nhỏ trên vùng cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Cảm ơn các bác đến với gian hàng nhỏ của Hoa Cải Vàng. Ở các bác mến, hôm nay thì giáo trình lại tiếp tục đưa đến cho tất cả quý bác, quý anh chị những sản phẩm đặc sản ở trên vùng cao. Trước tiên thì giáo trình sẽ xin phép là giới thiệu mật ong hoa bạc hà các bác nhé. Mật ong hoa bạc hà thì quý bác anh chị có thể phân biệt qua màu của bác nhé. Còn đây là mật ong khoái này, mật ong khoái rừng với cả mật ong hoa bạc hà. Và đặc biệt là bên kênh của Hoa Cải Vàng chỉ có hai loại mật ong mà giáo trình bán duy nhất, đó là mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Tại vì là những cái mật ong này thì giáo trình chuyên thu mua của bà con những cái nông sản, những cái đặc sản vùng cao đạt chuẩn 100% về chất lượng, thì cháu Trinh sẽ gửi đến cho toàn thể quý bác, quý anh chị. Nhiều bác có hỏi cháu Trinh rằng là dùng cách nào để mà phân biệt mật ong chuẩn. Đây, thì cháu Trinh có chuẩn bị một cốc nước lọc này với cả một lít mật ong. Cháu Trinh sẽ đổ mật ong vào nước lọc xem là nó sẽ như thế nào các bác nhé. Đấy, nếu mà mật ong lắng xuống mà không hòa tan trong nước thì nó là mật ong đặc chuẩn 100%. Đấy, thì quý bác anh chị có thể quan sát là những cái giọt mật ong mà cháu Trình đổ xuống là rất là đặc này. Rồi khi mà cháu Trình đổ xuống nước là nó sẽ không hề tan các bác nhé, không hòa tan. Đấy, mật ong là ra nguyên mật ong, nước là sẽ nổi lên phần nước đấy. Rồi cháu Trình khuấy đều như thế này nó cũng sẽ không tan nếu như mà mình không tác động mạnh. Và tiếp theo cháu Trình muốn giới thiệu đến nhau cho quý bác anh chị, đây là sản phẩm trà rào của Lam các bác nhé. Trà rào của Lam thì đối với quý ông bác anh chị khả năng là không còn xa lạ nữa, được coi như là những bài thuốc được ví như là cỏ trường sinh và được ưa chuộng ở những nước mà phát triển về những cái cây thuốc nam như là Trung Quốc, Nhật Bản. Đây, thì quý ông bác anh chị có thể mua về và có thể gọi điện trực tiếp cho giáo trình để giáo trình sẽ tư vấn cụ thể từng một sản phẩm một và có tác dụng gì. Và hầu như là những sản phẩm mà giáo trình đang bán ở trên kênh thì sẽ có những bài thuốc riêng của bác nhé. Đây, còn trước mắt của bác anh chị đây là chè san tuyết cổ thụ của bác nhé. Đấy, thì mỗi vùng thì có một loại chè khác nhau. Ở trên chúng cháu thì trên cao thì sẽ có những cái loại chè mà hương vị nó khác nhau, quý bác anh chị có thể mua về và thưởng thức các bác nhé. Còn đây, trên tay của cháu Trinh đây là sản phẩm mộc nhĩ rừng của bác nhé. Mộc nhĩ rừng rồi là nấm hương rừng. Đấy, tiếp theo đây là sản phẩm bịch miến rong đặc sản trên vùng cao của bác nhé. Loại miến rong này thì khác với tất cả các loại miến là ăn nó rất là ngon và nó dai các bác, dai ngon để được lâu. Sản phẩm miến thì trên chúng cháu là có hai loại, một là sẽ sản xuất bằng máy các bác nhé, đây là sợi miến được cắt bằng máy, còn đây là sợi miến thủ công các bác nhé, thủ công cắt bằng tay các bác ạ. Sợi này thì rất là to, gọi là sợi miến siêu to khổng lồ luôn đấy các bác. Còn tiếp theo đây là sản phẩm măng dối của bác nhé. Măng dối thì cũng được làm từ cây măng nứa khô của bác nhé. Còn măng nứa miếng như thế này thì quý bác anh chị mua về có thể là dùng cả miếng như thế này để mình nấu thịt nhừ các bác nhé. Có thể chế biến được rất là nhiều món khác nhau tùy theo cái nhu cầu của mình. Còn đây là sản phẩm ốc chó nếp Hà Giang. Đấy, đặc sản trên vùng cao. Loại sản phẩm này thì rất là thích hợp cho trẻ nhỏ, bà bầu và người già, nam giới các bác nhé. Hầu như là nhóm tuổi nào cũng có những cái bài thuốc và những cái công dụng để phù hợp cho mình hết. Còn đây, đây hạt của quả ốc chó đây các bác. Hạt này thì quý bác anh chị mua về có thể là sử dụng luôn các bác nhé. Đây, đấy, mình có thể ăn luôn là được. Hoặc là quý bác anh chị có thể rang lên, hoặc là lấy xay làm sữa, lấy nấu cháo. Quý bác anh chị mua nhiều sản phẩm thì cháu Trinh sẽ tặng quý bác anh chị một hũ chẩm chéo của bác nhé, hoặc là nửa cân miến rong của bác nhé. Rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ những gian hàng đặc sản trên vùng cao để cháu Trinh có thể tiêu thụ, phụ giúp bà con các bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bác.